thêm cái nữa đó là cái bộ năng tiếng như thế này. Bộ năng tiếng này thì nó giúp cho âm thanh của anh chị mượt mà hơn. Nhưng mà anh chị hát karaoke hoặc là nghe nhạc thì sẽ truyền tín hiệu âm thanh vô đây và nó xử lý và cho ra một cái đầu ra âm thanh rất là mượt như cái nhạc. Hello nhà, đến với Loa Kéo Tâm Việt ngày hôm nay. Loa Kéo Tâm Việt bên mình xin giới thiệu cho anh chị một dàn karaoke di động có thể chơi tết hai thoại ban này cực kỳ quá đã nha nhà. Và em ra đó là em loa đủ điện công suất siêu lớn với model là Subox HB9999 Pro. Thì đây chính là một mẫu nâng cấp của em loa Subox HB9999 nha cả nhà. Mà em đã review trước đó rồi. Từ giờ mẫu này sẽ là một mẫu tăng tiến hơn với thiết kế cái đầu năng tiếng này giúp cho anh chị hát karaoke có thể âm dịu hơn và giúp cho giọng của anh chị thịnh đã hơn nha. Rồi bây giờ thì em loa này có gì thì bây giờ cùng loa cái tâm biệt bên em mổ xẻ em loa này ngay nhá. Rồi 1, 2, 3 let's go. Rồi bây giờ như mọi khi em sẽ giới thiệu một xíu về ngoại hình cũng giống như là cấu tạo các bộ phận em loa này cả nhà. Như em đã nói được trước thì em loa này chính là bản nâng cấp tăng tiến hơn em loa Subox HB9999. Thì em loa này bao gồm có một đầu kênh micro nha cả nhà, một bộ năng tiếng, một cái băng cơ và một cái bộ đẩy công suất. Thì nó cũng y chang cái em loa trước thôi, nhưng bộ đẩy công suất của nó thì nhìn nó ngầu hơn nữa cả nhà. Ngầu hơn đây không phải là nó kiểu dáng là nó ngon hơn, mà là thiết kế của nó sang trọng hơn cái đầu trước. Cái đầu kia thì nhìn nó cổ điển hơn nha cả nhà, nhưng mà đây thì nó nhìn rất là sang. Và thêm cái nữa đó là cái bộ năng tiếng nha cả nhà. Bộ năng tiếng này thì nó giúp cho âm thanh của anh chị mượt mà hơn. Nhưng mà anh chị hát karaoke hoặc là nghe nhạc thì sẽ truyền tín hiệu âm thanh vô đây và nó xử lý và cho ra một cái đầu ra âm thanh rất là mượt như cái nhạc, nghe là khác biệt so với em loa trước đó. Thì này chính là điểm khác biệt duy nhất làm cho em loa này có giá trị hơn em loa trước đó nha. Rồi đó là tất cả những gì em nói. Rồi tiếp theo đó là phụ kiện nha. Phụ kiện em loa này thì sử dụng hai micro belly như em loa Subox HB999 trước em giới thiệu đó. Thì micro này có độ hút cực kỳ cao nữa nha. Nó về độ hút micro và cái âm đầu ra thì em loa này không có gì để bàn cả. Rồi và em loa này em loa điện cho nên phụ kiện của nó chỉ có bao nhiêu thôi nha cả nhà, nó xài điện trực tiếp. Rồi tiếp theo thì em sẽ không giới thiệu nhiều nữa mà là đặc biệt nên chị thử thì nên thử chất âm lên loa nó. Bởi vì mấy phụ kiện này em có thể chị thắc mắc để có thể hỏi em trực tiếp, em sẽ giải đáp thắc mắc cho anh chị. Thì giờ em sẽ test chất âm lên loa này để có thể anh chị trải nghiệm một cách thực tế nhất nha. Rồi cũng như mọi khi em sẽ test cho anh chị một vài karaoke như thế nhà cũng gần hết rồi. Thì em loa này quá là một sự lựa chọn rất là ok, như một dàn karaoke di động trong gia đình. Nếu anh chị muốn tham khảo loa này cho Tết thì hãy inbox bên dưới nhé. Rồi bây giờ gần Tết thời gian sẽ hát cho chị một bài về Xuân như thế nhà. Bài hát tên là Tâm Thịnh Nhàn Xuân. Yep. Và luôn một ngày vào cuối năm 6 về đồ hút với loa anh chị không cần lo nữa nha. Loa này rất là đã, rất là khỏe luôn. Hát rất là sướng. Và luôn một ngày vào 4, 5, 6, 7 trong thế gian đang vui mừng đón xuân, chán ngàn xuân năm nay đêm bồi vơi, ngắm rừng hoa mai đua nở tình trời, đôi hương thấy vẫn dưới đèn chờ tình bao xuân, tôi đón xuân dưới xuân bên ly rượu ân tình, chúc người trai đi xây dựng hòa bình để cho đất nước vui trọn mùa xuân thắm xinh. Xuân đến mang cho một niềm tin, đất mẹ luôn bình yên, xuân cây thêm luôn hạnh phúc dân chiến miên sẽ đến mỗi nơi riêng mãi tranh chung bóng nguyên gia đình làng đoàn viên
xuân tới đây với muôn ngàn biến thao, chúng trường gian nan nay đường thôn hoa, với một năm xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chỉ một năm đã qua. Khi mà anh chị nghe em hát karaoke một đoạn như thế thì em sẽ đánh giá trực tiếp em đoạn này có đáng sửa chữa hay không hay cả nhà. Em đoạn này thì nó có nhược điểm, đó là nếu anh chị không hợp với cái gu ngoại hình của nó thì nó là toàn bộ là màu đen hết nha cả nhà, và thiết kế của nó cũng không có nổi bật màu sắc hoa lá gì mà khá là phổ điển nha. Nếu mà anh chị mà không thích cái gu ngoại hình này thì đó là một khuyết điểm. Thì tiếp theo khuyết điểm của nó là nó cần một người am hiểu về âm thanh, cũng giống như là biết chỉnh một chút xíu nha cả nhà. Tuy nhiên nếu mà anh chị không biết chỉnh á, thì anh chị có thể liên hệ bên em sẽ làm một cái video riêng luôn để hướng dẫn cho anh chị, hoặc là em có thể video call trực tiếp cho anh chị để hướng dẫn anh chị chỉnh tất cả các phần cơ số và cơ này. Nó cũng khá là đơn giản thôi, một cách đơn giản nhất để anh chị có thể chỉnh và hát karaoke một cách ok nhất nha. Rồi, đó là hai cái nhược điểm của loa này. Và nhược điểm thứ ba đó là loa nó hơi nặng nha cả nhà, thì nó vậy thôi chứ nó tầm khoảng hơn 80 kg đó, rất là nặng luôn. Thì nếu mà anh chị có khả năng di chuyển nhiều thì hãy suy nghĩ đến việc mua loa này hay không nha. Còn đó là những nhược điểm, còn nếu mà anh chị bỏ qua những nhược điểm đó và nói tới những ưu điểm thì loa này cực kỳ đáng mua nha cả nhà. Bởi vì sao? Bởi vì công suất, chất âm và cả những cái thứ mà nó mang lại so với những gì âm thanh với những loa trước cảm giác của nó thì nó đều vượt trội hơn hẳn nha cả nhà. Công suất cực kỳ lớn vì nên đó là loa điện mà, và cái bộ chia giải âm, cái máy cái giải âm của nó mình có thể chỉnh được và mình chỉnh một cách chi tiết nhất cho ra một đoạn ra âm thanh ok nhất nha cả nhà. Và hơn thế nữa là nó có thêm các cái đầu năng tiếng, này nữa, một cái điểm ưu nữa, nên chị có thể không quan tâm, không cần phải lo lắng về việc mình hát karaoke hay là vị trí đó mà nó dở nha, hát dở có thể thành hát hay nếu mình chỉnh tốt luôn. Rồi, đó là tất cả những gì mà em đánh giá và nhận xét về em loa Subox HB999 vừa rồi này cả nhà. Em loa này về bên em đang bán với giá là 22.500.000 đó. Một cái giá cũng không hề rẻ này cả nhà. Nhưng mà nếu mà anh chị đam mê em loa tủ điện nằm công suất lớn khủng, một dàn karaoke cộng, một dàn karaoke di động đúng nghĩa để trên tới 2023 thì đây là một sự chọn rất ok luôn nha cả nhà. Rồi, nếu mà anh chị quan tâm tới sản phẩm này, em loa này thì hãy inbox bên phía bên dưới video, hoặc là anh chị có thể liên hệ giao lô em ở phía bên góc trái màn hình nhà, em để ở góc trái á, anh chị lướt lướt hoặc là sẽ thấy thôi. Thì để bên em có thể tư vấn chị một cách chi tiết nhất về loa này để anh chị có thể chơi tết này sung sướng đã đời luôn nha. Rồi, video là kết thúc, bye bye cả nhà.